cũng trong sáng nay tại xã Long Hữu Đông huyện Cần Đức, ban vận động khu dân cư Ấp Trung tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trưng Văn Nọ, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Phan Nhân Duy cùng dự. Khu dân cư Ấp Trung hiện có 100% hộ có nhà kiên cố, bán kiên cố, không có nhà dột nát tạm bợ. Hộ khá giàu trong ấp tăng, hộ nghèo còn hai hộ chiếm 0,57% số hộ dân trong ấp. Trong năm 2023, ban vận động khu dân cư, vận động nhân dân hỗ trợ ngày công và đóng góp trên 100 triệu đồng, đan quá, dậm trả đường giao thông. Ghi nhận những kết quả khu dân cư ấp trung xã Long Hữu Đông đã đạt được trong năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trương Văn Nọ đề nghị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện cùng cấp quỹ chính quyền dẫn động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động Dịp này, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng 20 phần quà cho gia đình chính sách khó khăn, huyện Cần Đức tặng 20 phần quà cho hộ nghèo, xã Lâm Hữu Đông tặng 20 phần quà cho học sinh nghèo hiếu học.